Các em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và cửa hàng em Tùng lại tiếp tục về thêm mẫu sản phẩm JBL S8 Plus phiên bản nâng cấp. Và ở đây thì các bác được nhìn thấy giao diện của JBL S8 Plus khá là đẹp cho anh em. Và dòng phiên bản này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá khuyến mại tốt nhất cho anh em là 1.350.000 đồng. Nếu như các bác và anh em đang cần một con vang cơ lái số nhiều tính năng, hình thức đẹp và là phiên bản mới như JBL thì các bác có thể chọn lựa ngay JBL S8 tại cửa hàng Tùng Audio. 1.350.000 miễn phí ship tặng cho các bác anh em một đôi giày đã ghép đối với âm ly với cục đẩy các bác nha. Bây giờ thì cùng với em tham khảo chi tiết với JBL S8 Plus về được số lượng hàng rất lớn. Nên là em mong các bác anh em nào đang có nhu cầu, các bác muốn mua vang cơ lái số giá rẻ chất lượng thì đến với ngay cửa hàng em Tùng các bác nha. Đầu tiên thì các bác được nhìn thấy phiên bản phay nhôm màu đen thì xuất hiện ở trên dòng JBL S8 Plus rồi. Và nếu như anh em mà có trang bị âm thanh màu đen đồng bộ thì các bác ghép ngay cho em con này, vừa đẹp vừa sang trọng vừa chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí. Các bác và anh em mua vang cơ lai số thời điểm hiện tại luôn luôn rẻ cho bác. JBL S8 Plus có đầy đủ các tính năng, có mặt màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số để các bác và em có thể thao tác và nó sẽ hiển thị hết ở trên mặt màn hình, các bác và anh em chỉnh dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì có phần quay sách ở mặt trước để các bác và em thuận tiện trong việc chúng ta để tủ đồ đấy. Và hơn nữa thì với JBL S8 Plus đã có thêm điều khiển remote cho các bác anh em thao tác đơn giản rồi. Ngoài ra thì có 3 phím chức năng được thiết kế có đèn led phiên bản màu xanh da trời, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng echo vang nhại và âm lượng tổng nhạc. Rất đơn giản các bác ạ. Có thêm các tính năng như echo và ở mẫu này thì đã có thêm một cái tính năng nữa mà em thấy là rất hay, đó là cắt tần số cao của echo. Và có cả tính năng reverb để các bác em có thể căn chỉnh reverb time, reverb âm lượng tổng hay là cắt tần số cao của reverb. Có đầy đủ các giải bass mic check của phần mic nhạc cũng như là phần effect EQ để các bác em có thể thuận tiện cho chúng ta trong việc các bác em muốn căn chỉnh chi tiết cái giọng hát. Và dòng này thực sự là echo vang nhạc em thấy là rất là tuyệt vời. Khi hôm trước bên em vừa về hàng, lóa một cái đã hết luôn, sạch sành sanh với JBL S8. Hôm nay thì về cập nhật ngay lô hàng nữa để phục vụ các bác anh em đây. Bên tiện đây thì cùng với em Tùng trải nghiệm một lần nữa với JBL S8 Plus nhá. Đây sẽ ghép nối trực tiếp với mic dây. Em test cho bác và anh em đầu tiên là chế độ chống hú này. Thứ hai là chế độ của echo. Thứ ba là tính năng của reverb và tổng hợp lại tất cả các cái tính năng cũng như là chất lượng âm thanh thì em sẽ test trực tiếp qua mic dây. Đấy. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Ok, các bác đã được nghe em Tùng test thử tiếng chất lượng âm thanh của JBL S8 Plus rồi. Anh em có đánh giá như thế nào với cái dòng sản phẩm này cứ viết ở phần bình luận phía dưới các bác nhá. Chắc hẳn mỗi sản phẩm vang cơ lai số JBL S8 Plus khi các bác em nhận hàng thì chúng ta đã biết được chất lượng âm thanh như thế nào rồi. Không cần phải quá lời lên với em này, nhưng em thấy là echo vang nhạc này rất tốt. Tính năng reverb cũng thực sự là đem đến cho các bác anh em một dạng chuyên nghiệp hơn. Nếu như các bác và em nào đang có nhu cầu muốn nâng cấp với âm ly mà đang có cục đẩy chúng ta chưa có vang, chúng ta có thể sở hữu ngay cho mình một con JBL S8 Plus 1.350.000 đồng mà thôi. Nếu anh em nào cần thì ngay bây giờ cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên Tùng để đặt hàng ngay với bộ sản phẩm vang cơ lai số hay và phiên bản mới JBL S8 Plus tại cửa hàng Tùng Audio. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.